tình trạng anh xem thấy là nó còn nặng hơn lần trước rất là nhiều luôn á cả nhà. Nằm xuống. Con bông này cả nhà ơi, bông bông mới tội nè. Trời ơi nghĩ sao á mày, sao đỏ dữ vậy? Chết rồi, chết rồi. Hiện tại là tao đang đi xe thật của thằng xe. Tụi nó dám bỏ thuốc vô để tao bị đau bụng. Bây giờ tao đi theo tao hướng nhà nó, tao bỏ thuốc vô cho con su và con bông. À thì ra đây cũng là nhà của thằng xe và con su và con bông. Thù này quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Thù này tao tức lắm. Nó dám bỏ thuốc vô cho tao uống để lấy cái quân của ta. Bây giờ hiện tại á là tao sẽ bỏ thuốc vô lại cho con su và con bông để nó uống nó bị đau bụng, để nó biết được là dám hợp tác với thằng Si để hạ thuốc ta, là sẽ nhận tất quản như thế nào. Rồi bây giờ mà bận bộ đồ này mà xong như nhà thằng Si thì nó sẽ phát hiện ra ta là thằng đại ca. Con su và con bông cũng thông minh lắm, cho nên ta đã có một kế hoạch. Ta sẽ giả lên một thằng Grab để vô giao hàng cho thằng Si. Đây đây là nước, ta sẽ giả bộ ta nói là có một chị nào đó gửi nước cho anh Xiên, là fan hâm mộ của anh Xiên gửi nước cho anh Xiên. Sau khi mà ta để vô được nhà của thằng Xiên rồi, sau đó ta sẽ dụ con sùng con bông ăn cái đồ ăn này. Cái đồ ăn này được ta trộn từ 12 loại cám khác nhau, cái cám ăn vô là sẽ bị đau bụng. Đây bây giờ ta sẽ trộn cho tất cả những người coi thấy. Đây là gói thuốc gây đau bụng, uống cái gói này vô là sẽ bị tiêu chảy 7 ngày 7 đêm. Không có thuốc này mà có thể cầm được hết trơn á. Chỉ còn ăn vô thôi là sẽ bị tiêu chảy ngộ độc thực phẩm. Hôm nay ta sẽ đắp vô đồ ăn. Rồi bây giờ ta sẽ vô, ta dù con sư và con mong ăn cái đồ ăn này. Một khi mà nó đã ăn, nó sẽ bị tiêu chảy 7 ngày 7 đêm. Không bao giờ có thể hết tiêu chảy được, nó ta mới hả được con dừng luôn. Ok. Rồi bây giờ thì xem không thể nào nhận ra tao với cái thằng đại ca. Mà nó đã hạ thuốc thử. Để lấy cái quần của tao. Vô thôi. Yeah cả nhà. Cuối cùng á thì anh Sen cùng với em Su với em Bông và mẹ đã có thể đấm vô mặt cái tên đó rồi. Đó, chắc chắn luôn sau khi mà nó thấy tem của anh Sen lên á mà đông như vậy á, mà có hình xăm nữa thì nó sẽ không bao giờ dám ở địa bàn anh Sen để gây ra những tội xấu vì xấu đâu cả nhà. Đó, thì hôm nay để thưởng cho em Su với em Bông thì anh Sen sẽ đặt nước về uống nha cả nhà. Su, em muốn uống cái nước gì? Su nói là Su muốn uống bò húc cả nhà. Được rồi, còn Bông muốn làm gì? À, Bông nói là mua hạt cho Bông ăn đi. Bữa giờ là Bông thèm ăn cái hạt mà cái gì mà 3T đang nổi tiếng trên mạng 12 vị cả nhà. Được rồi, để anh Sen đặt Grab mang tới. Đây, anh vô app anh đặt này nha cả nhà. Đó, đồ ăn, đó. Bây giờ anh Sen sẽ đặt nha cả nhà. Rồi. Ok, được rồi, anh Sen đặt cho Su một lon nước bò húc. À, Bông một phần hạt để ăn. Rồi tầm 10 phút nữa là Grab sẽ giao tới, lúc đó anh em mình sẽ ăn nha. Lâu ghê cả nhà, không thấy thằng Grab nào tới ta. Nghĩ ra mà đặt gần 20 phút rồi chưa ai tới. Anh Grab tới. Sao hôm nay anh đi trễ quá vậy? Bình thường á là tôi thấy anh đi nhanh lắm mà sao hôm nay anh đi chậm như vậy? Đặt gì mà gần nửa tiếng mới có. Bữa nay phải ghép đơn cho nên là hơi trễ. Đây đến nước uống anh ơi. Ui da yeah, bò húc đúng rồi, bò húc đây là của Su này, xong rồi đó. Xong rồi đây. Con gì mày đẹp quá vậy? À, đây là thám tử đó anh. Lần đầu tiên mà tôi thấy á, một con cún này nó có hai cái lỗ tai màu hồng, nhuộm thiệt hay là lông của nó như vậy? Nhuộm thiệt anh. À, chết mày với tao. Bây giờ tao sẽ lấy đồ ăn ra, tao giấu vào cánh tay, tao sẽ đút cho mày ăn. Ăn đi, ăn đi nhớ. Ồ, anh vô đây đang uống đi, chứ để nước nó tay nó không ngon đâu. Ok cả nhà, bây giờ á là Su Bông ngồi đây đợi anh xí nha, anh vô anh lấy đá rồi, để uống nha cả nhà. Đó, được rồi. Được rồi, đã vô thằng xem cái chỗ khác. Bây giờ ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Lúc nãy ta đã cho nó ăn mấy hạt rồi. Có vẻ như là nó rất là thích cái hạt này. Đây. Ăn đi. Thuốc sổ trong này rồi. Mày ăn mày sẽ bị đau bụng á.
nhiều vô, ăn nhiều vô. Ủa mặt này sao không ăn? Ăn đi. Cái con mày ăn vô. Dám bỏ thuốc sổ trong đồ uống của tao để lấy cái quần của tao hả? Còn lâu bây giờ mày mới thấy được tao. Ăn. Ăn nhiều vô. Ok cả nhà, nên xin lại lấy đá ra cho em Su với em Bông uống chung nha cả nhà. Đó, đá đây. Đá làm thêm nó le luôn, làm thêm nó le luôn. Ôi. Ôi, đây, rồi bao nhiêu tiền em gửi? 20 ngàn. Rồi, đây anh. Rồi đó, rồi nói chung là cảm ơn anh nha. Bữa sau có gì đặt là anh nhớ mang sớm sớm tới cho em nha. Trời ơi, dễ thương quá. Thấy chưa, con Su con Bông nó đã ăn hết cái đống đồ trộn thuốc sổ rồi. Chuẩn bị chờ ta sẽ ngồi đây để coi thứ sổ nó có phát huy tác dụng theo như các bạn đã nghe mà nói không. Đây sao Bông anh làm nước nè. Ủa em ăn cái vậy? Ủa cái đồ ăn này là ở đâu đây? Ở đâu đây mày em ăn vậy? Ở đâu? Cả nhà Su nói với anh Sen á là đồ ăn đây hồi nãy á là cái anh gửi ra mình cho ăn. Rõ ràng á là cái anh để dặn Su sao? Su không được ăn đồ của người lạ. Sao mà Su ăn vậy? Cả nhà Su nói á là không hiểu sao mà cái đồ ăn này nó rất là ngon cả nhà. Đó, bình thường á là Su với Bông rất là kén ăn luôn mà không hiểu sao tại sao mà hôm nay Su Bông ăn vậy cả nha. Thôi cái đồ này không được ăn đâu, đừng ăn nữa, để riêng ra. Không biết là đồ ăn đây như thế nào mà ăn vậy á. Đây. Đây, ở đây anh có mua nước của Su Bông nè. Su Bông mua xe ra. Đây, uống Coca, uống một hút đi. Nè. Uống đi. Nè, uống đi. Cả nhà Su Bông không thèm uống mà hút cả nhà. Ngồi mà uống đi. Mày cả nhà có đợi không? Ánh mắt của Su Bông nó cứ nhìn vô đây à. Bình thường là Su Bông rất là thích uống mà hút luôn cả nhà. Sao mà hôm nay á Su Bông không uống mà hút nữa. Chết rồi cả nhà thấy không? Ý, sao vậy Bông? Hả? Sao Bông lại tới Bông ăn cái đó rồi vậy? Ủa? Cả nhà ơi. Cả nhà, anh Sen mới xuống đi vệ sinh có một xíu. Mày cả nhà coi Su Bông sẽ nằm im hết rồi nè. Ôi trời ơi. Cả nhà coi cái bụng của em Bông này nó nổi cái gì lên nè. Sao vậy Bông? Hả? Chết rồi, Bông bây giờ là nó nằm im luôn nè. Trời ơi sao mà nó nổi y chang lần trước vậy cả nhà. Giống kiểu là bị ngộ độc thức ăn vậy á. Mà nay nó đỏ nhiều hơn hồi nãy nữa nè. Trời ơi, hôm bữa này nó ít mà bây giờ nó rất là nhiều luôn. Chết rồi Bông ơi, Bông nằm im anh coi. Nằm im. Còn Su này cả nhà, Su bây giờ chỉ gượng cái đầu vậy thôi. Chết rồi, cả nhà, anh xem coi. Trời ơi, cả nhà. Sao mà bây giờ nó nhiều dữ vậy? Hả? Sao mà nó quá trời quá đất vậy? Chết rồi cả nhà, bây giờ, đi. Chết rồi, bây giờ, Su ơi, sao rồi, tình hình sao? Nói anh nghe coi. Cả nhà, Su không nói được luôn cả nhà. Chết rồi, sao? Có chuyện gì không? Chết rồi cả nhà, bây giờ cả nhà, con mắt của Su nó liêu siêu luôn kìa. Mèo dưới này cả nhà, nó dính cái gì nè? Tình trạng anh Sen thấy là nó còn nặng hơn lần trước rất là nhiều luôn á cả nhà. Nằm xuống. Còn Bông nè cả nhà ơi, Bông mới tội nè. Trời ơi nghĩ sao á, mày sao đỏ dữ vậy? Chết rồi. Cứ sắp thành công rồi. Nhiều con Su và con Bông á, nó đang bị đau bụng trong nó. Nó đang bị tiêu chảy trong nó, nhưng mà thằng Sen mà không biết thằng Su Bông bị gì. Hiền ơi, nhanh lên Hiền. Trời ơi. Hiền coi nè Hiền. Sao Su Bông bị phát ban vậy? Như này là đang bị dị ứng với một loại đồ ăn nè. Chết rồi, vậy là anh không biết lý do tại sao. Cái du nó bị phát ban luôn. Chết rồi cả nhà, bây giờ cái nội những dấu chấm nó nổi lên rất là nhiều luôn mà Hiền ơi. Cả nhà tình trạng này anh thấy nặng hơn lần trước rất là nhiều luôn. Trời ơi. Nè, Su vậy. Nãy giờ Su ăn cái gì? Su ơi, Su này, Su ơi. Nãy giờ em ăn cái gì? Nãy giờ em ăn cái gì? Su không ngồi dậy được luôn, mày nói cái gì? Bông ơi, nãy em ăn cái gì? Ủa sao có cái gì vậy? Cái đây này cả nhà, ở đâu mà anh xin thấy này cả nhà? Sao có cái chiến ở đây, cái chiến này là ai vậy? Hồi nãy á, lúc mà anh lên thì anh thấy ở ngay chỗ cái đây nè, nó có rất là nhiều đồ ăn giống như thế này luôn. Đó, xong rồi á là Su Bông rất là ghiền đồ ăn này, cứ chạy tới ăn thôi. Mày hiểu biết là Su Bông rất là kén ăn luôn mà. Đó. Ôi, đây là cái hạt gì á ở trong á. Ở ngoài nó thơm nhưng mà ở trong nó rất là hôi. Thì ăn thử ơi. Không, nhưng mà ở trên đây đặc biệt á, ở trên đây nó có một cái lớp bụi màu trắng này cả nhà thấy không? Thôi được rồi Hiền. Bây giờ nè. Hiền cầm cho anh đi. Hiền đang ngồi, Hiền đang ngồi. Chết rồi. Ngồi. Đây là bị ăn ai cho ăn cái gì mà bị ngộ độc quá hay. Bây giờ á anh nói để mà muốn biết được á là nguyên nhân của Su Bông ở đâu thì anh bắt buộc phải thí nghiệm. Đưa Su Bông lên trên cho cái cô khám đi, thí nghiệm với em, thí nghiệm. Bây
bây giờ chưa biết nó bị vì nguyên nhân gì mà. Bây giờ anh nghi là vì cái hộp này đúng không? Đúng rồi, anh cái sẽ... hộp đây là cái giống như có khi này là hộp nhựa dễ dễ lắm hộp đồ bây ăn giờ, không? Bây giờ anh sẽ hy sinh, anh sẽ ăn thử để xem nữa là có triệu chứng giống như xung quanh không? Được không? Được. Đây, nhìn em. À. Rồi, nuốt xuống. Có vị gì hay? À, thôi nó thơm lắm mày nha. Trời nó thơm. Nó thơm không mấy ai uống nữa. Nó thơm lắm cả nha. Nó trộn ăn mà còn ghiền ăn thêm mấy miếng nữa luôn á. Dạ, chết rồi. Xuống xuống sắp đến nơi rồi hai ơi. Anh ăn nãy giờ 5 phút rồi mày hiền có thấy triệu chứng gì không? Hai kiểm tra đi. Không có gì hết. Vậy là nguyên nhân không phải do cái hộp đó rồi. Ờ. Mình phải nấy sai rồi không có. Có. Trời ơi chân của hai kìa. Ôi trời ơi. Cả nhà. Cả nhà coi nè. Giống y chang luôn. Vậy là đúng rồi cả nhà, anh xem chỉ mới ăn có đúng một hộp thôi mà nó lại nổi như thế này. Vậy mà hồi nãy anh xem thấy á, su bông ăn nhiều lắm hiền. Vâng. Ăn đóng vậy á. Bây giờ mình đem cái hộp này xuống cho cái cô bác sĩ cô cậu coi thử là cái hộp gì đi, được kém chữa mình cho su bông luôn. Được rồi, chứ bây giờ cả nhà coi này cả nhà, bây giờ anh xem á kêu su bông ngồi dậy, su bông không ngồi được nè cả nhà, thấy không thả ra là su bông lăn thôi cả nhà, không ngồi dậy được luôn mà. Rồi anh xong xin, rồi bây giờ phải đem lên bệnh viện gấp hiền ơi. Nhanh lên, hay đem lên bệnh viện lên, hay còn nói gì nữa. Đi lên, đi lên bệnh viện với anh. Đi lên.